Cậu bé 4 tuổi ở Mỹ kể chuyện kiếp trước. Câu chuyện về tiền kiếp của một đứa trẻ 4 tuổi đang trở thành đề tài tranh cãi của một bộ phận dân chúng Mỹ trong thời gian qua. Và Louis là một lính thủy đánh bộ Mỹ. Anh tử trận khi mới 28 tuổi vì một quả bom nổ tại thành phố Beirut, Lebanon vào ngày 23 tháng 10 năm 1983. Andrew Lucas, một cậu bé 4 tuổi đang sống tại thành phố Virginia Beach, bang Virginia, Mỹ, lại biết rất rõ sự kiện đó, Discovery đưa tin. Andrew bắt đầu bằng việc khóc một cách lạ lùng. Chúng tôi hỏi, chuyện gì thế con? Nó đáp, sao bố mẹ lại để con chết trong loạt đạn đó? Michelle Lucas, mẹ của Andrew kể. Sau đó Andrew kể những chuyện mà mọi đứa trẻ ở độ tuổi của cậu không thể biết. Cậu bé cũng nói rõ địa chỉ của Van Louis tại thành phố Maine, thành phố Sumter, bang Georgia. Bố mẹ cậu không thể xác nhận địa chỉ ấy chính xác hay không, nên đã liên hệ với các nhà sản xuất của chương trình truyền hình Ghost Inside My Child. Đây là chương trình về những đứa trẻ có hành vi kỳ lạ. Họ tìm ra rất nhiều thông tin khớp với những câu chuyện của Andrew, bao gồm địa chỉ của Van Louis. Khi Mitchell cho con trai xem một bức ảnh lớn, trong đó Van đứng cùng 5 lính thủy đánh bộ khác. Cô hỏi, những người này là bạn của con đúng không? Cậu bé gật đầu rồi nhấn mạnh rằng tất cả những người trong ảnh đều đã chết. Nhiều người tin Van Lewis đã đầu thai thành Andrew Lucas. Tuy nhiên, một bộ phận dư luận lại phản bác. Họ chỉ trích cách đặt câu hỏi của người dẫn chương trình Ghost in Child My Child đối với Andrew, cho rằng cách đặt câu hỏi mơ hồ như thế không thể giúp người xem xác minh sự thật. Vì các nhà sản xuất không thể tìm ra gia đình của Van Lewis, nên họ không thể kiểm chứng vài thông tin vô cùng quan trọng. Ngoài ra, một số người cho rằng nếu muốn biết Andrew đúng là hiện thân của Van Lewis trong kiếp sau hay không, người ta chỉ việc dùng vài mẹo đơn giản như đưa cho Andrew một khẩu súng tiểu liên và bảo em tháo ra rồi lắp lại. Rất nhiều người tin vào giả thuyết về sự đầu thai, song giới khoa học chưa tìm ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh con người có kiếp trước và kiếp sau. Thông thường, ký ức về kiếp trước thường hiện ra khi con người bị thôi miên. Mặc dù vậy, những người nhớ kiếp trước lại không thể cung cấp thông tin chính xác về thời kỳ mà họ từng sống trong tiền kiếp. Ngoài ra, nhiều học giả dự đoán một số cá nhân nhớ những thông tin mà họ thu thập từ TV, sách báo, vở kịch rồi tích hợp chúng một cách vô thức vào ký ức của họ. Khi những ký ức giả ấy hiện ra, họ nghĩ rằng họ đã nhớ lại tiền kiếp. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.